Xin chào tất cả mọi người, lại là Đi đây và chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Dear Tarot Tâm sự cùng người lạ. Ok, ngày hôm nay lại như một ngày rất sức là bình thường và vẫn là nằm trong chuỗi chiến dịch chống corona ở nhà của Dear. Trời ơi, đây là không biết là ngày thứ mấy rồi chúng ta đã ở nhà với nhau. Và ngày hôm nay thì thực sự là Dear cũng không có ở nhà đâu. Ngày hôm nay thì Dear đang ở bên nhà bạn, nhưng mà vẫn không quên nhiệm vụ rằng là ngồi trải bài cho các bạn ở bên nhà bạn. Nhưng mà chúng tôi ở nhà chứ chúng tôi không đi ra ngoài đường nha các bạn nha, nên hãy stay at home nha, be safe nha mọi người. Rồi, bởi vì là ở bên nhà bạn cho nên là đi không đem đủ đồ nghề cho lắm, nên ngày hôm nay đi không có đá để cho mọi người chọn. Thay vào cách đó thì đi sẽ có những cái lá bài lật ngửa. Ở đây có 4 lá bài khác nhau, nó tương ứng với tụ 1, 2, 3 và 4. Thì các bạn sẽ chọn theo giống như viên đá bình thường thôi. Ngày hôm nay một cái topic hết sức là thú vị, với câu hỏi rằng là người ấy sẽ thế nào khi mà bạn ra đi. Cái topic này thì là được Dear lấy ý tưởng, lấy cảm hứng á, từ một cái lời gợi ý của bạn Thiện Minh. Thiện Minh nha, Thiện không có chữ H nha, Thiện cũng không có chữ G luôn, Thiện Minh đó. Cảm ơn bạn Thiện Minh rất nhiều về cái topic này, nó rất là hay. Bây giờ thì 1, 2, 3, 4, các bạn bắt đầu chọn đi ạ. Và bởi vì đây là một ván bài giải chung cho nên rằng là đi mong mọi người sẽ đón nhận nó một cách thật sự cởi mở nhất có thể nha. Bây giờ thì bắt đầu. Tụ 1 bắt đầu. Ok, đây thì tụ 1 với cái lá bài Ace of Swords. Cái lá bài này nó cũng mang một ý nghĩa luôn. Câu hỏi đầu tiên mà đi đặt ra trong cái topic rằng là người ấy thế nào khi bạn ra đi, đó chính là điều gì đã khiến cho hai bạn chia lìa đôi lứa đó, đã khiến cho đôi lứa cách xa. Thì xin thưa là hai người có hai cái lý tưởng khác nhau, mà có vẻ là hai cái lý tưởng này nó không được mặn mòi cho cái mối quan hệ này lắm. Không cần biết là hai bạn có mặn hay không, nhưng mà nhìn vô đây là một mối quan hệ hơi nhạt nhẽo. Có thể là nó sẽ nhạt nhẽo bởi vì là hai bạn không đồng điệu, hai bạn không hiểu được bản thân lẫn nhau đang muốn cái gì á, thì kiểu giống vậy. Để làm rõ hơn thì Dear sẽ bóc thêm một số lá bài để xem là thế thì cái cảm giác của hai bạn khi cái mối quan hệ này kết thúc sẽ như thế nào, nó như thế nào. Đầu tiên về cái cảm giác của bạn, đi thấy có lá Queen One, lá The Devil và cuối cùng là Six of Swords. Trời, thấy kiểu mừng quýnh lên trơn đúng trời. Thấy kiểu trời, tao giúp được cái thằng đó ra, tao giúp được cái con đó ra, tao mừng hết lớn thật sự mọi người ơi. Đây, kiểu như bạn cảm thấy bạn như bạn được chút bỏ một gánh nặng nào đó, và bạn giống như bạn được chim sổ lòng á. Giờ thì sao cũng sang sông đó, đây đó, nó chính đây, sao cũng sang sông, Six of Swords, chính xác luôn nha mọi người nha. Đây, đó chính là bạn mừng quýnh quán lên, bởi vì mình thấy được rằng là bạn đã cố gắng chăm bẩm cho mối quan hệ này rất là nhiều rồi. Bạn như một người mẹ trong cái mối quan hệ này, chứ không còn là một con bồ hoặc là một thằng bồ nữa. Bạn như là một người cô giáo vĩ đại, một cô giáo Thảo, một thầy giáo gì đó, nói chung là bạn như bậc bề trên trong cái mối quan hệ này á, chứ không phải là bồ bịch nữa. Bạn dạy nó quá trời mà nó vẫn không khôn cái đầu ra được. Đây, chính xác đây, Knight of Swords. Còn cái người này á, thì người này cứ ôm một cái mối canh cánh trong lòng, theo kiểu là họ rất là tiếc nuối, họ sẽ bị ám ảnh bởi mối quan hệ này trong một khoảng thời gian khá lâu. Nếu mà đối ngược lại với bạn, ở đây cái lá cuối cùng bạn có là lá Six of Swords, bạn cảm thấy được giải thoát đi, thì ở đây ngược lại, cái người đó đã từng cảm giác bị lợi dụng trong mối quan hệ này. Họ có cảm giác giống như rằng là bạn đến để trục lợi cho cái mối quan hệ này. Lá Six of Pentacles đã nói lên điều đó. Có thể một trong hai bạn, bạn hoặc người còn lại, là người làm chủ tài chính trong cái mối quan hệ này. Cho nên rằng là khi mà cái mối quan hệ này kết thúc á, không ít thì nhiều, thì người kia cũng nghĩ rằng trời ơi, có khi nào nó đến để đào mỏ mình không đó, thì kiểu vậy. Nhưng mà xin thưa là đi, xin khẳng định là không có sự đào mỏ nào ở đây hết trơn nha. Cái vấn đề quan trọng và cốt lõi nhất khiến cho mối quan hệ này phải dừng lại là lá Ace of Swords. Hai bạn không đồng điệu về mặt tư tưởng. Về mặt tư tưởng, bạn một người quá già, một người quá khó khăn như mấy bà mẹ gì đó, như mấy bà cô vậy nè. Còn một người thì suy nghĩ quá đơn giản, quá con nít. Con nít thì con hẳn nói chưa, các bạn suy nghĩ đơn giản quá và có những cái bạn suy nghĩ phức tạp, nhưng mà phức tạp không cần thiết á, không đúng lúc, không đúng chỗ. Cho nên nó cũng toang rồi các cháu ạ. Tiếp tục trong cái chủ đề này thì chúng ta sẽ đến xem rằng là họ nghĩ gì về bạn sau cái sự ra đi đó, thì họ cảm nhận bạn là người như thế nào sau cái sự ra đi đó. Họ cảm nhận trời ơi, ta nói ớn cái linh hồn liền mọi người ơi. Đây, đầu tiên thì Dear có lá The Lover, thể hiện cho việc rằng là họ vẫn rất là yêu bạn. Nói chung là họ cứ nuôi một cái sự rằng là nếu không làm người yêu thì làm bạn bè đó. The Lover hiện lên một cái chà bá lửa đây nè. Họ nghĩ rằng là bạn và họ sẽ còn có thể đồng hành với nhau dài lắm. Nói chung là còn nghĩ rằng là sẽ quay lại để cưa cẩm một lần nữa nè, Knight of Swords. Hoặc chí ít đó là cũng có kiếm
cũng có kiếm bạn một lần nào đó để mà làm phiền bạn trong cái mối quan hệ này, và thực sự rằng là hả muốn dẹp bỏ cho rồi luôn á, nhìn mà tức ói cái máu ra vậy nè. Tiếp nha, sau lá Knight of Swords là lá Wheel of Fortune, trời đất đã giả vô mặt của bạn đó một cái chát, nói rằng là hai đứa bay hết duyên với nhau rồi, hai bạn không còn đủ cái gọi là cái mối dây tơ nữa để mà ở bên nhau theo kiểu như vậy, cho nên rằng là thôi chia tay nhau từ đây, nghe nước mắt vây quanh đó mấy má. Đó, chính xác luôn là như vậy. Người ta thì người ta vẫn rất là ôm mộng nối lại tình xưa, về hè đây bên nhau ta nói lại tình xưa, nhưng tình xưa bây giờ hình như đã có một người mới rồi đây. Và hiện tại là họ cũng đang nghĩ rằng là họ sẽ tập trung vào công việc, họ sẽ tập trung vào đời sống và ôm cái nỗi buồn đó để cố gắng vượt qua từng ngày. Nhưng mà Đia cảm thấy rằng là thật sự á, để nói trong mối quan hệ này ai đúng ai sai thì Đia sẽ không nói ai đúng ai sai. Đia chỉ cảm nhận rằng là một người như cô giáo thì chắc chắn sẽ có một người như học trò xuất hiện ở đây thôi. Đây, đó, một người như cô giáo thì chắc chắn sẽ có một người như học trò. Nên hết sức là đơn giản, cái sự gặp gỡ của các bạn cũng là thiên định rồi. Vậy thì cái giá trị mà mối quan hệ này để lại cho bạn là gì? Bạn có một lá của nữ thần Maat. Lá này mang ý nghĩa là sự cân bằng. Cái sự cân bằng này dịch ra nhiều nghĩa nha. Một là sau cái mối quan hệ này bạn mất đi sự cân bằng và bạn tìm lại cái sự cân bằng đó, nó cho bạn cái hiểu rõ hơn về giá trị của sự cân bằng trong cuộc sống. Cái cân bằng này có thể rằng là trời ơi, đang yên đang lành, đang ế, mặc dù ế nhưng rất yên lành, tự nhiên có bồn chi để rồi hả bực bội chăm mối to gọi là tơ vương vấn vương lo lắng chi tơ vò đó. Đúng rồi đó, đó nè, justice nè đó. Bạn lấy lại được cái sự bình tĩnh, hoặc là bạn lấy lại được cái sự cân bằng của bạn, bạn hiểu rõ hơn về cái giá trị của cuộc sống trong cái việc quá nhàm chán thì nó cũng có cái vui của cái sự nhàm chán, nó không có bồ thì vẫn vui nha mấy bạn ơi. Đó, rồi, thế thì là tụ 1 kết thúc thôi. Rồi, tụ 2 bắt đầu. Tụ 2 với cái lá bài ngoài đây là lá Queen of Swords. Và với cái topic của ngày hôm nay là người ấy như thế nào khi bạn ra đi, thì cái lá bài này đi cũng có bóc một ý nghĩa luôn là vậy thì cái mối quan hệ này điều gì đã khiến cho hai bạn phải dừng lại. Ở đây bạn có lá Queen of Swords cho thấy là hai bạn đã phải căng não lo nghĩ quá nhiều. Lo nghĩ quá nhiều ở đây á, nó khác. Cái lá này á thì mặc dù chung một nhà với cái tụ bài số 1 là lá Ace of Swords đều là về suy nghĩ hết, nhưng mà ở Ace of Swords là hai người đó dường như không có hiểu nhau, cái giá trị cốt lõi thì không có. Nhưng còn cái bên đây là nghĩ quá nhiều rồi xong chia tay, tức là lo quá trời, lo trước lo sau, lo sớm lo chiều, lo sáng lo tối, xong rồi chia tay, lo làm chi gì trời mấy má. Đây đó, để hiểu rõ hơn chúng ta để xem nè, đi có lấy ra những cái lá bài để xem về rằng là cảm xúc của bạn và cảm xúc của người kia trong mối quan hệ này. Cảm xúc của bạn nè, cảm xúc của người kia nè, trời đất ơi, tên này rồi luôn, trệt với mương luôn rồi mấy bạn ơi. Nói chung đi cảm nhận như thế này về bản thân bạn á, bạn là một kiểu như là không phải là bạn chưa trưởng thành, nhưng bạn luôn luôn có trong bản thân bạn luôn luôn có một cô bé, một cậu bé nào đó còn ngây ngô, còn thơ dại lắm. Bạn thì bạn lo sớm lo tối lo chiều lo muộn, rồi bạn lo lắng đủ điều, bạn lo lắng những cái thứ rất là xàm á. Nói chung là bạn hay bị lo lắng thái quá trong cái câu chuyện của bản thân bạn, không đến mức như thế nhưng bạn vẫn lo nha. Còn cái bạn kia thì cứ bình chân như vậy, theo kiểu giống như rằng là người ta thật sự là chưa chắc rằng là lo lắng đến mức như bạn nghĩ. Và thật sự là người kia thì đánh giá rằng là nó cũng không có quá là lớn như những gì mà bạn nghĩ đâu. Nhưng mà bạn thì bạn cứ cuốn cuồng lên là như thế nào á, đi cũng không hiểu luôn. Đó, tiếp tục nè, ở đây á đi nhìn thấy được cái việc á là cái cảm xúc của bạn á trong cái mối quan hệ này, cảm giác của hai bạn khi cái mối quan hệ này kết thúc á, đó là bản thân bạn á, bạn cảm thấy giống như là bị mất đi một cái người bạn đồng hành. Nhưng mà cái người bạn đồng hành này á, nó theo ý nghĩa rằng là một cái người mà dẫn dắt bạn, nuôi nấng bạn giống một người anh cả, một người anh lớn, hoặc đó là một người bạn để đem đến cho bạn một cái chất liệu cuộc sống mới, hoặc là một cái kiến thức mới gì đó trong cuộc sống của bạn. Nói chung là trong mối quan hệ này bạn vẫn là một cái người thụ động hơn so với người kia trong cuộc tình. Còn cái bạn kia, thật sự bạn kia cũng cảm nhận rằng là bạn kia cũng mất đi một cái người đồng hành, nhưng cái ý nghĩa của người đồng hành của trong cái tâm khảm của bạn kia lại khác hoàn toàn về bạn. Cái người đồng hành này là theo kiểu là một người để kề vai sát cánh về mặt tinh thần nhiều hơn là để truyền đạt một cái ý niệm nào đó trong cuộc sống. Còn bạn á, là cái người đồng hành của bạn là giống như đến để dạy bạn khôn người á, để dạy bạn lớn khôn. Còn người kia là người ta cần một cái partner để đi đến hết cuối con đường kia thanh thang muôn lối đó, nhưng mà bạn không có cái điều đó ở đây. Và
hai bạn kết thúc cái mối quan hệ này trong một cái sự chưng hửng. Chưng hửng ở đây có nghĩa là bạn cũng cảm thấy nó chưa đủ và người kia cũng cảm thấy là chưa đến lúc phải kết thúc. Nhưng mà bởi vì cái câu chuyện nó đã đi quá đà rồi, hai bạn ở bên nhau mà bạn không cảm thấy được cái sự bình yên. Hai bạn ở bên nhau mà hai bạn cứ làm sao á, cái người kia thì bình yên nhưng bình yên quá nó trở nên bình chân như vậy. Còn bạn ở đây bạn không bình yên như bạn trở thành một cái con gọi là lo trước lo sau, lo sớm lo tối á, thì rất là mệt mỏi luôn nha. Rồi, tiếp tục thì để xem rằng là họ nghĩ gì về bạn sau cái sự ra đi này. Họ nghĩ gì về bạn? Họ nghĩ gì về bạn sau cái sự ra đi này? Ok, ở đây đi nhìn thấy được nè. Ok, thì họ lo lắng cho bạn rất là nhiều. Họ lo lắng như một người cha, một người mẹ lo lắng cho một đứa con của mình đi xa. Ở đây kỳ quá à. Sao mấy bạn á, còn trẻ, hoặc là nói chung là chắc là mấy bạn còn trẻ đó, mà mấy bạn cứ muốn làm cha làm mẹ của nhau là sao? Không hiểu nữa. Đây, họ cảm nhận rằng là họ rất là lo lắng cho bạn. Nhưng mà cái sự lo lắng này giống như là trời rồi đó, thấy chưa, nó đi ra khỏi, rời xa vòng tay anh là bão tố đó mọi người. Đúng rồi, cái câu hát này là đúng rồi nha. Đó, và thật sự là họ nghĩ rằng là bạn sẽ phải hối tiếc khi bạn rời bỏ cái mối quan hệ này. Và họ cũng nhìn lại về cái cách ứng xử hoặc là về những cái suy nghĩ của bản thân bạn và bản thân họ trong mối quan hệ này rất là nhiều. Họ rút ra được một cái bài học mới là đôi khi cái sự bình yên quá của bản thân họ nó đang là một cái rào cản để khiến cho cái mối quan hệ này nó không phát triển được. Ok, rồi tiếp theo, vậy thì chúng ta có cái lá cuối cùng. Ok, trở lại đây biết sao không? Hồi nãy đang nói mà nước cục mọi người ơi. Xong cái phải đi uống nước, xong phải đi uống nước. Vậy bây giờ đi trở lại đây. Thì á, người ta tìm lại được một cái sự, người ta hiểu được đó là cái việc bình chân như vậy của người ta là một trong những cái điều khiến cho mối quan hệ này kết thúc và họ cũng cảm thấy hối tiếc vì điều đó. Nhưng bên cạnh đó họ cũng muốn rằng là họ là kẻ, giống như là kẻ cả. Nên họ cũng không muốn thể hiện cho bạn thấy rằng là ừ mày đi tao cũng tiếc lắm đó. Ừ thì em rất tốt nhưng mà anh rất tiếc á. Họ không muốn thể hiện cái đó. Vậy thì cái giá trị cuối cùng mà cái mối quan hệ này đem lại cho bản thân bạn là cái gì? Đây. Sau khi cái mối quan hệ này kết thúc, bạn học được rất là nhiều thứ, bạn trưởng thành hơn rất là nhiều luôn. Lá này nó mang ý nghĩa giống như là một cái sự hồi sinh á. Nó giống như một cái sự làm mới bản thân lại. Bạn bắt đầu có thể làm mới bản thân bạn lại và bạn học hỏi được nhiều thứ hơn từ mối quan hệ này. Cái điều mà nó đem lại đó chính là kiến thức và kinh nghiệm sống. Ok, tụ số 2 kết thúc. Tụ số 3 bắt đầu. Tụ số 3 với lá bài là The Tower ở đây, với cái topic là người ấy như thế nào khi bạn ra đi. Thì cái lá bài ở đầu tiên ngoài đây nè, thì đi cũng đặt cho nó một cái câu hỏi luôn, đó chính là điều gì khiến cho hai bạn rời khỏi nhau. Thì ở đây á, đây là lá The Tower, hầu như đây là cái lá rất là xấu trong nguyên một cái cổ bài tarot. Thì đây là cái lá rất là xấu luôn. Thì lá The Tower nó mang một cái tầng nghĩa, đó chính là sự sụp đổ. Thì đi có thể mường tượng ra được rằng là cái sự tan vỡ của hai bạn á, nó không đến từ cái sự chủ động của bản thân hai bạn. Tức là cái lý do không phải đến từ một trong hai người, mà có thể cái lý do nó bị tác động bởi một người thứ ba. Người thứ ba này không nhất thiết phải là con student nào đó, mà người thứ ba này có thể là gia đình nè, hoặc là bạn bè xung quanh nè, xúi vô, đốc vô rằng là ừ người đó không tốt đâu, mày chia tay đi này nọ kia, rồi gặp sự cấm cản của gia đình nên hai bạn mới chia tay. Nhưng đồng thời thì người thứ ba này cũng có ý nghĩa rằng là có một cái người xuất hiện nào đó, một cái người ở phe thù địch đến để chia rẽ hai đứa bạn. Đây, The Tower. Vậy thì để xem rõ hơn rằng là vậy thì cái cảm xúc của hai bạn trong cái mối quan hệ này khi nó kết thúc là như thế nào. Ok, cho các bạn nào lần đầu tiên coi Dear thì, hoặc là đã coi Dear nhiều lần thì đi có nhắc đi nhắc lại cái bộ bài mà đi vẽ. Thì đây là bộ bài đi vẽ nè. Đó, khoe bài chút xíu mọi người. Đó, rồi ở đây chúng ta nhìn thấy được rằng á, bản thân bạn thì bạn chấp nhận nó như một lẽ thường. Dường như là bạn đã ngửi ra được cái mùi này. Cái mùi này là sẽ thế nào cũng sẽ có cái sự cấm cản, thế nào cũng sẽ có một kẻ thứ ba đến quấy rối mối quan hệ của hai bạn. Nên á, bạn chấp nhận nó một kiểu giống như cuộc sống mà, nó tới thì tới thôi, bình thường. Bạn ổn định lắm, cái cảm xúc của bạn ổn định lắm. Nhưng mà sau đó thì đi cảm thấy là bạn tự dằn vặt bản thân rất là nhiều. Và ở đây á, cái điều mà đi cảm nhận là bạn có một cái sự hy sinh. Cái sự hy sinh của bạn lớn lao lắm. Cái sự hy sinh này không phải là bạn sẽ khóc lóc, mà sự hy sinh này theo kiểu là bạn ngậm đắng nuốt cay để mà người kia ra đi á. Và có thể là bạn là người đóng vai ác trong mối quan hệ này luôn cũng được. Hay kiểu giống như thế, trời ơi, nghe như cứ như phim Hàn Quốc vậy mọi người.
Rồi, vậy thì còn bạn kia thì khi cái điều này xảy ra, khi cái sự tan vỡ này xảy ra, bạn đó hoang mang tột độ, bạn đó giống như là một cái con cá mà bị người ta bắt từ dưới sông bắt lên cái bỏ vô cái chậu, cái nó chạy vòng á, thì kỳ bị hoảng loạn á, và bạn ấy không tìm ra được cái cách thức để mà thoát ra khỏi cái đó, hoặc là không tìm ra được cái cách thức để giải quyết cái câu chuyện các bạn. Hai bạn á, nói chung là hai bạn, một người thì chấp nhận, còn một người thì bàng hoàng và không có cách giải quyết. Cho nên rằng là hai bạn chia tay nhau là đúng rồi đó. Theo kiểu là nhẹ nhàng quá, cái sự khó khăn nó đến xong hai bạn cũng không màng đến cái việc là tìm ra cái cách giải quyết luôn. Hoặc là có thể là các bạn có tìm ra cách giải quyết nhưng mà nó vô dụng. Rồi, ở đây á mình còn thấy được rằng là cái bạn kia trong mối quan hệ á, thì khi mà cái kết thúc này nó diễn ra, bản thân bạn đó liền cảm giác rằng là mình nên đi tìm một cái mới. Tức là hai bạn, cả hai bạn, cái người còn lại cho cái mối quan hệ này, một người thì bản thân bạn là lúc đầu thì nhìn thấy rất là bình chân như vậy, rất là đón nhận, rất là chấp nhận, rồi xong bạn đóng vai kẻ ác. Còn bạn kia thì là hoảng loạn, rồi xong sau đó là không biết làm gì, rồi xong sau đó là nghĩ rằng mình nên đi tìm một người mới. Lạc quẻ, rất lạc quẻ. 222. Rồi, thì vô hình chung rằng là cái bạn kia, bạn ấy có suy nghĩ là thôi thì bây giờ cái mối quan hệ này không được rồi thì thôi, thì đi, vậy đó. Rồi, vậy thì cái người còn lại họ nghĩ gì về bạn? Người còn lại họ nghĩ gì về bạn ha? Trong mối quan hệ này, người còn lại nghĩ gì về bạn? Ở đây đi, cảm thấy họ đánh giá cao bạn lắm á nha. Họ đánh giá bạn là một người rất là tốt. Bạn đối xử, bạn biết kiểu như là trong một mối quan hệ bạn biết dìu dắt cái người còn lại rất là nhiều. Thêm nữa là ở bên bạn họ cảm thấy được cái sự bình yên, cảm thấy được sự bình yên. Nhưng mà cái đến cuối cùng thì họ cảm thấy là tại sao bạn lại có sự lật mặt như vậy. Họ chưa hiểu về cái việc mà tại sao bạn lại đối xử với họ theo cái kiểu là như đây nè, đi nói nè, bạn bình chân như vậy, bạn đón nhận nó, và xong có thể là bạn đón nhận theo kiểu là bạn chấp nhận bạn trở thành một kẻ ác trong cái mối quan hệ này để cho bạn kia đành lòng ra đi. Bạn này thì vẫn đang tiếp tục dõi theo bạn chứ vẫn chưa có biến mất hoàn toàn trong cuộc đời bạn đâu. Có thể lâu lâu người ta vẫn vào tường nhà bạn, vẫn vào Facebook của bạn để coi bạn, nhưng mà hầu như rằng là họ vô vọng, hầu như là đi chưa nhìn thấy được cái sự quay lại ở trong mối quan hệ này. Ok, bên cạnh đó thì bởi vì là dù sao là bản thân bạn cũng có cái mục đích khi mà kết thúc nó, và người kia cũng đã tìm được một cái định hướng mới cho một mối quan hệ mới khi mà kết thúc nó rồi, cho nên rằng là đi cảm thấy là ok, được thôi, nếu mà hai bạn đã có cái hướng đi rồi thì quá tốt. Và chốt lại thì họ cảm thấy rằng là thật sự bản chất của bạn là một người tốt, nhưng mà họ vẫn đang băn khoăn vì sao cái cuối cùng bạn lại đối xử với họ như thế. Rồi, ở đây đi còn quên đó một cái The Tower này á, đôi khi á bạn mới là nạn nhân nha, bạn mới là nạn nhân của cái sự chia tay đó, là bạn mới là cái người mà bị lật một phía bên thứ ba lật bạn, hoặc là bạn có một cái bên thứ ba để lật mối quan hệ này đó, thì bạn phải hiểu cho nó rộng ra, bạn nên đứng hà cả hai hướng luôn. Ok, cái cuối cùng, vậy thì giá trị mà cái mối quan hệ này đã đem lại cho bạn là gì? Ở đây chúng ta thấy nữ thần Brigid với cái cụm từ là inner peace. Bạn cảm nhận được cái sự bình lặng, bình thản. Bình thản là như thế nào? Kiểu như là bạn đón nhận nó một cách rất là bình thường á. Bạn chấp nhận nó, đi thích cái sự chấp nhận của bạn. Bởi thật sự là con người mình nó có trưởng thành được hay không là quan trọng là cái yếu tố chấp nhận này, yếu tố đa lá, the wheel of fortune nè. Bạn có chấp nhận được nó hay không? Đó, bạn chấp nhận hết tất cả, dù cái chuyện đó có tồi tệ lúc nào bạn cũng chấp nhận nó. Và khi mà bạn đã chấp nhận một cái chuyện gì đó rồi á, thì bạn sẽ cảm thấy là bạn an lòng, bạn yên bình. Nhiều khi bạn không cần người ta cho bạn một cái câu xác định đâu. Khi kiểu là bạn đang băn khoăn vì một cái điều gì đó, đừng cố ép người ta phải cho tôi một cái câu trả lời, bởi vì người ta không có cái nhiệm vụ phải cho bạn câu trả lời. Câu trả lời là bạn tự sinh ra câu hỏi, thì hãy tự đi tìm câu trả lời cho chính bản thân bạn, hoặc là hãy sử dụng cái trực giác của bản thân mình á để cảm nhận là người ta có như những gì mình nghĩ hay không, cái sự việc đó có như những gì bạn nghĩ không, và cuối cùng hãy chấp nhận nó. Bởi vì cái gì trên cuộc đời này diễn ra nó cũng có cái lý của nó hết cả. Hãy chấp nhận nó, chấp nhận thì bạn sẽ được bình yên. Đây, inner peace, nữ thần Brigid. Ok, tụ số 3 kết thúc. Tụ số 4 bắt đầu. Ok, tụ số 4 ở đây với lá bài Queen of Cups.
Và Bartmay đây cũng chính là tụi mà đi chọn để xem là người ấy thế nào khi mà mình ra đi. Ok, đầu tiên ở đây chúng ta thấy được lá Queen of Cups. Đây cũng là lá đại diện cho cá tính của đi nữa nè. Lá Queen of Cups, một con mẹ suy nghĩ nhiều đó. À, ok, lá Queen of Cups. Ở đây mình nhìn thấy được việc đó là cái mối quan hệ này, tình cảm nó đến từ một phía quá nhiều. Và bạn hầu như bạn bị mất đi cái sự tự chủ của bản thân bạn. Hầu như rằng là ở trong cái mối quan hệ này, nhìn thấy được việc là bạn phải cho đi nhiều. Và đó, cái cuối cùng là bạn bị mệt mỏi, bạn quá mệt mỏi. Ta-da! Vậy thì hãy xem bạn, cảm giác của bạn như thế nào khi mối quan hệ này kết thúc. Wow! My gosh! Và cảm giác của người còn lại như thế nào khi mối quan hệ này kết thúc. Ok, đầu tiên ở đây chúng ta thấy được lá Queen of Cups nè. Và ở đây chúng ta lại có thêm một lá Queen of Cups nữa. Rợn người chưa mấy bạn tôi, bạn tôi? Đây nha, ở đây đi nhìn thấy được rằng á, bản thân của bạn khi mà kết thúc á, thì bạn có một chút xíu, bạn hơi tự trách bản thân bạn một chút xíu. Thế kiểu là bạn quy chụp hết tất cả những cái tội lỗi á, là về bản thân bạn. Bạn cho rằng là cái mối quan hệ này nó như thế là do bản thân bạn. Nhưng mà sự thật có phải là vậy hay không thì đi chưa biết. Thì cứ câu chuyện của mỗi người thì mỗi người sẽ có sự tự nghiệm ha. Sau đó thì bạn cảm thấy là bạn tốt hơn, bởi vì đơn giản là bạn nhận ra được một cái sự thật nào đó. Và bạn nhận ra được cái động lực từ cái sự thật đó để mà bạn sống tốt hơn. Và cái cuối cùng là lá Queen of Cups. Từ lá Knight of Cups mà bạn lá Queen of Cups luôn, cho thấy là có thể trong cái mối quan hệ trước đó bạn đã đánh mất chính bản thân bạn. Đánh mất chính bản thân bạn là như thế nào? Có thể là bạn vì người khác mà bạn thay đổi á, xong sau đó bạn không nhìn thấy bạn trong cái mối quan hệ đó nữa, mà mãi đến khi mối quan hệ này dừng lại thì bạn mới nhìn thấy bạn được một lần nữa. Đây, lá Queen of Cups, bản thân bạn. Tiếp tục, Queen of Cups, bây giờ nói sơ ha. Queen of Cups là những cái người sống rất là tình cảm. Đây là người rất là thông minh, rất là tình cảm, rất là tỉ mỉ. Tuy nhiên thì họ bị tình cảm quá đà, cho nên là họ sẽ rất là khó kiểm soát cái cảm xúc của họ trong cuộc sống. Họ sẽ hơi bốc đồng một chút xíu, họ sẽ hơi ác mồm ác miệng một chút xíu. Thiệt ra Queen of Cups cũng không ác mồm ác miệng theo kiểu Queen Show là chửi thẳng mặt đâu, mà là hay nói mấp mé, hay nói hình nói bóng ra theo kiểu giống vậy đó. Rồi tiếp ha. Vậy thì cái người còn lại họ cảm nhận gì sau khi cái mối quan hệ này chấm dứt? Ngược lại với bạn, bạn cảm thấy hối lỗi, bạn cảm thấy là ồ, dường như tất cả cái lỗi phải là do bạn hết. Thì họ lại cảm thấy nổi giận, họ lại cảm thấy là ôi, cảm thấy bực bội á, cảm thấy giống như là cái mối quan hệ này dừng lại. Không hẳn là người ta buồn, nhưng mà người ta cảm thấy tức giận khi mối quan hệ này dừng lại. Cái tức giận này có hai cái chiều nghĩa. Một á là bởi vì bạn đang là một cái gì đó đang rất là quý giá của họ, sao mà bạn rời bỏ đi á, nên họ sẽ cảm thấy là rất là bực bội vì không có bạn nữa. Họ sẽ cảm thấy là tại sao lại tao lại mất cái mối quan hệ này, ủa tao đã làm gì sai mà nó lại có cái quyền dừng lại mối quan hệ đó. Đó, một cái, đó là một cái. Thứ hai đó là bản thân họ cảm thấy bạn làm lỗi với họ ở một cái điểm nào đó mà chưa chắc rằng là bạn đã có lỗi nha. Hoặc là bạn và họ đã có một cái cuộc khẩu chiến, đã có một cái cuộc khẩu chiến, hoặc có một cái sự va chạm không cần thiết ở đây. Rồi tiếp tục ha. Họ cảm thấy rằng là cái sau khi mối quan hệ này kết thúc á, thì mọi thứ trôi đi rất nhanh. Bởi vì đi cảm nhận là nếu mà trôi đi nhanh như thế là họ đã có một cái một cái niềm vui mới, dạng như họ có một cái sự tập trung mới cho mối quan hệ mới rồi. Cho nên là khi cái mối quan hệ này kết thúc á, họ cảm thấy rất là nhẹ nhàng luôn. Tiếp tục thì bản thân họ trong cái mối quan hệ này khi mà kết thúc lại thì họ là bằng lá Queen of Pentacles. Lá Queen of Pentacles thì cho thấy được rằng là họ cảm nhận giống như là mối quan hệ này kết thúc là phải rồi, vậy đó mới đúng. Kiểu như họ chấp nhận và họ cổ võ cho cái sự kết thúc đó, và họ cảm nhận cái sự kết thúc này là đúng đắn. Ngược lại với bạn, bạn đôi khi bạn còn cảm thấy là ồ, tại sao lại kết thúc trong một cái sự chưng hửng như thế. Còn bản thân họ là ồ, nó kết thúc là phải rồi đó. Ok, rồi vậy thì họ nghĩ gì về bạn trong mối quan hệ này? Ở đây đi cảm nhận được rằng là họ vẫn rất là muốn làm bạn với bạn nha. Họ vẫn muốn tiếp tục làm bạn với bạn, nhưng mà dường như có một vài cái điều gì đó khiến cho mối quan hệ này nó không thể là tiếp tục làm bạn được. Đối với họ thì họ cảm nhận rằng là bạn như là một đứa trẻ quá tuổi. Đứa trẻ quá tuổi là như thế nào? Có thể bạn còn nhỏ tuổi, nhưng mà cái suy nghĩ của bạn á, nó lại vượt ra khỏi cái lứa tuổi của bạn quá nhiều. Và bạn lại suy nghĩ quá nhiều đi, không có cần thiết đến mức phải suy nghĩ như thế. Lá Six of Cups còn cho thấy là trong mắt của họ có thể bạn như một đứa con nít á. Bạn nói cái gì, bạn ứng xử rất là con nít, nhưng mà thực sự là lá Six of Cups này nó cũng nói lên bạn là bạn không hề con nít tí nào. Bạn rất là trưởng thành rồi, xích cấp ngược mà. Nhưng mà có thể rằng là những cái điều mà bạn làm trong mối quan hệ đó, bạn làm theo cái kiểu cảm xúc của bạn, và nó đôi khi nó trở thành một cái gì đó hơi là nó hơi kịch cỡm. Tiếp tục, lá King of Cups ở đây ngược
và lá for ở bên tái đang ngược, cho thấy rằng là họ cảm thấy là bạn đã quá họ bạn đã đi quá trớn trong mối quan hệ này, theo kiểu rằng là tất cả những thứ trong mối quan hệ này do một mình bạn dựng lên đó, còn họ là họ không có lỗi gì hết, họ vẫn như thế thôi, do là bạn tự tay ôm tay níu đây nè, đó nè, ai kêu mình tự mang họa vô thân nè, trời ơi cười ỉa đó. Cái cuối cùng thì đi nhìn thấy được là họ vẫn đánh giá cao về cái khả năng của bản thân bạn, về những mối quan hệ xung quanh bạn, và họ nếu mà có cơ hội thì họ vẫn muốn tiếp tục làm bạn với bạn. Three of Cups. Vậy thì cái giá trị mà bạn được nhận lại sau khi cái mối quan hệ này kết thúc đó là cái gì? Athena, nữ thần Athena với lá Wisdom. Wisdom mà đi với Athena nó có nghĩa là, một á, bạn được học một cái mới. Cái thứ hai là bạn trở nên can trường hơn, bạn trở nên gai góc và lì đòn hơn rất là nhiều. Bạn chấp nhận cuộc sống một cách dễ dàng hơn, và bạn có nhiều cái kiến thức mới hơn trong cuộc sống của bản thân bạn. Và đi cảm thấy là nếu đổi một mối quan hệ cho một khối kiến thức mà được đánh giá bằng là lá Athena thì ok, sẵn sàng để đổi trả đó. Và đây là một cái giao dịch mà rất hời, bạn là người có lợi chứ không ai là người có lợi nữa hết. Ok, vậy thì tụ số 4 kết thúc thôi. Rồi, mọi người ơi, thì bây giờ cái ván trải của Đi đã cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì sự ủng hộ mọi người trong khoảng thời gian vừa qua. Và mọi người ơi, có nếu mà các bạn cảm thấy là có một cái topic nào hay á, thì các bạn có thể comment xuống phía dưới phần bình luận giúp Đi nha. Và ở dưới cái phần mà description box á, là phần miêu tả, Đi có để hai cái đường link, một đường link fanpage và một đường link Instagram. Thì mọi người có thể click vào hai cái đường link đó để chúng ta có thể trao đổi với nhau nhiều hơn trên những cái phương tiện truyền thông khác nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong chương trình Đi Tarot tâm sự của người lạ tập tiếp theo. Bye bye.